đấu trường ngôi sao sắp đến. Vòng tranh tài được chờ đợi nhất, vòng chung kết với những chiến binh mạnh nhất, những chiến lược khôn khéo nhất, mang tới những màn trình diễn choáng ngợp và dạt dào cảm xúc. Hãy cùng đón xem những tiết mục đã được chuẩn bị công phu nhất đến từ Đoàn Đại Hoa và Xuyên Biệt của đội ca sĩ Đông Đào. Yo ho yo ho yo ho yo, yo ho yo là ho yo ho yo. Hương Giang và Trúc Lai từ đội ca sĩ Quốc Đại. Em giữ gì cho ta khi bao ngày phôi pha. Tùng Lâm và Duy Juno đến từ đội ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Đón xem đêm chung kết 1 đấu trường ngôi sao vào lúc 21 giờ thứ tư ngày 21 tháng 8 năm 2024 trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 13 giờ thứ năm ngày 22 tháng 8 năm 2024 trên truyền hình Vĩnh Long 2.